cũng 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 đỡ nhỉ, thế cũng đỡ đấy. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Lucy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên là Điểm Tuyệt Đối. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Điều gì tạo ra một cái điểm tuyệt đối? Đó là một nơi khi mà bạn gọi là lưu giữ những cái kỷ niệm tốt nhất. Hãy đi tìm một điểm gọi là tuyệt đối, một điểm gọi là phù hợp nhất, tuyệt vời nhất. Ồ, mình cũng đang không hiểu tựa game này nó nói về cái điểm gì. Điểm tuyệt đối này có thể là điểm 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 G chăng? Để xem nào, có lẽ chúng ta phải lấy cái này để chúng ta quét quét này. Ai à, chúng ta đi gọi là kiểu chọn vị trí để nằm mà. Thôi chết rồi, game này nó lại bắt chúng ta đi chọn vị trí để chúng ta nằm thế này. Sao nhiều ở đây nhiều người gọi là missing person, là kiểu nhiều người bị mất tích thế nhỉ? À đây này. Đây đây đây, điểm tuyệt vời của chúng ta đây. Hãy lấy một cái xẻng ở trong xe. À, chúng ta tự chôn luôn à? Thế cũng sợ nhờ, tự đào hố để chôn mình đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra xe để lấy cái xẻng các bạn ạ. Ok, không biết là chúng ta đào hố để chôn ai, hay là chúng ta đào hố xong chúng ta tự lấp lại cho nó nằm ở đấy luôn à, hay như thế nào nhỉ? Đây các bạn ạ. Ồ. Ok, chúng ta đào xong. Ồ, cái gì đấy? Hãy lấy cái xác ở trong xe. Ồ, vậy chúng ta là một tên giết người. Chúng ta là một tên giết người các bạn ạ. Chúng ta gọi là đang gọi là đi phi tang đây. Giết người xong rồi mang ra nghĩa địa để chôn các bạn ạ. Ui dồi ôi. Các bạn đừng nên làm thế này nhá. Có gì từ từ nói chuyện các bạn ạ. Các bạn đừng như mình, đừng như thế này. Này loạn quá. Hãy đi gọi là xưng tội ở trong nhà thờ. À vậy là giết người xong, thế là đi xưng tội, thế là được xá tội vong ân các bạn ạ. À ok. Thế cũng 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 đỡ nhỉ. Thế cũng đỡ đấy. Ôi. Đấy, Chúa tha thứ cho các bạn, nhưng mà những cái linh hồn mà các bạn đã sát hại thì họ không tha thứ cho các bạn đâu. Vậy nên là chúng ta cũng gọi là có gì thì từ từ nói chuyện, đừng manh động nhé. Ui. Chúng ta giết nhiều người thế này cơ mà. Chúng ta giết bao nhiêu người này? Gọi là dán kín cả một cái bức tường dài như thế này cơ mà. Ồ, ở đây lại bị khóa rồi à? Thế thì chìa khóa để đâu nhỉ? Chết rồi, có khi lại quên chìa khóa ở ngoài xe đấy các bạn. Ai đây? Ai đây? Biết đây là chỗ nào không mà vào đây? Vậy vậy cái gì? Hãy xưng tội. À, xưng tội với anh. Repent này là gọi là hãy xưng tội các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đi vào đây chứ nhé. Xưng tội xưng thế nào bây giờ chứ? Giết cả bao nhiêu người như thế này bây giờ lại bảo xưng tội. Ui dồi ôi. Ở cái phòng này nó còn nhiều hơn, nó còn 3 hàng cơ. Phòng kia nó có mỗi 2 hàng thôi, phòng này nó còn 3 hàng cơ các bạn ạ. Chúng ta giết bao nhiêu người thế này? Gì đấy? Cái gì đấy? Đây này, xác người đây này. Hãy đâm đi, đâm vào đâu? Đâm vào đâu? Chỉ cái đâm luôn này, đâm vào đâu? Hả? Đâm vào đây á? Đâm vào đâu?
Chắc là chúng ta phải nhặt con dao lên là có cái gì đấy để đâm các bạn ạ. Mình không nhìn thấy cái gì để có thể sử dụng để đâm những cái túi này được. À đây đây đây, có con dao à? À không phải, không phải các bạn ạ. Game này hơi đen tối. Ở đây đây, con dao đây rồi, con dao đây rồi, con dao đây rồi. Hứa, 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 hứa. Đây rồi, đây rồi. Ôi, cái phòng này còn kinh hơn, phòng này còn hai bên cơ bạn, mỗi bên ba hàng. Úi dồi ôi, có lẽ chúng ta phát điên rồi các bạn ạ. Hãy xưng tội hoặc là quay trở lại. Tầm này thì xưng tội cái gì nữa? Cái gì đây? Ui dồi. Chúng ta đã bị bắt rồi các bạn ạ. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.